Chào anh em, hôm nay mình giới thiệu lại cho anh em là mẫu VIP 16. Còn về mẫu này thì mình sẽ báo về cách mua hàng trước nhé. Là nhận hàng mình thanh toán tại nhà. Mình có cọc trước là 50.000 để tránh cái tình trạng bơm hàng. Nhận hàng anh em có quyền kiểm hàng ha, nên là mình cứ yên tâm. Còn trang web mà mình cải tiến đó, trang web của mình là nathungcaosu.com ha. Số điện thoại là 070-630-521, dùng số 0944-5753, Zalo hai số đó luôn nha anh em. Còn giá cả mình sẽ để phần bình luận hoặc tiêu đề hết nha anh em. Mẫu này hơn 1 triệu nha anh em. Đó, anh em có nhiều anh em không biết về cái cách cọc thì chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại thì tùy mình. Còn những cái mặt hàng này thì anh em mình mua thì mình tranh thủ mua hết anh em, tại vì mặt hàng nó không có nhiều, nó về một lần chỉ hai ba cái hết thì mình sẽ nhập tiếp. Đây anh em, giờ bá kim loại luôn nha, bá này bá kim loại luôn mà nó siêu gọn. Bá này có thể tăng đưa ga vô được ha, nút mình tăng đưa ga vô này. Rồi chân ngắm là chân này chân 20, có nhiều anh em không biết chân gắn chân này chân 10 chân này chân 11. Rồi anh em đổi cái ngắm lại, cái ngắm ví dụ nó xài được 2 chân thì anh em dặn cho giùm mình hai cái con ốc, xong mình đổi ngắm lại. Còn không được á, không biết á, thì anh em có thể là không biết đổi cái đó thì em có thể là đổi cái chân này lại, em lật úp cái đầu này xuống lấy đầu này lên, lên đây này chân 20 đó, bởi cái này nó gắn được hai loại chân ngắm nên mình rất là tiện. Còn một bộ nó bao gồm như thế này, không có dây dự phòng, không có laser, không có gì cả, không ngắm gì cả. Anh em mình có dụng, mình có điều kiện mình mua thêm. Đang quay thì video nó có bị ngắt một tí nha anh em, tại mình mắc công việc một tí đó. Cái này là dây thì anh em hãy mua thêm, mình cũng vẫn có luôn nha. Dây này ví dụ em muốn lực hơn thì em sẽ cắt một khúc này mình ha, em cắt một khúc này cho nó ngắn một tí mà đạp nó rất là nặng nha anh em. Đó thì tất nhiên lực kéo nặng thì lực nó sẽ nó mới mạnh được, dây thun mà. Đó, nên là cắt một khúc này xem em giữ viên bi đây, anh em gỡ viên bi này ra xem nhét viên bi vô cái khúc này là mình cứ gắn hết tất cả cọng dây là sẽ mạnh hơn anh em. Còn về giá cả thì anh em muốn xem giá thì tất cả giá mình sẽ để phần bình luận hết, mình không có giấu giá gì hết nha anh em. Đó, ví dụ giá ok mình liên hệ mình mua nha anh em. Này là VIP 16 ha, sản phẩm này tên là VIP 16. Rồi anh em mua cái liên hệ mình ha, số điện thoại là 070-630-521, chứ một số là 0944-5753, Zalo hai số đó luôn. Còn website là nathungcaosu.com, anh em mình mua cái liên hệ ha. Rồi chào anh em nha.